Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Giờ kể tôi chuyện của ông nè. Sao rồi? Chuyện của tôi? Thì chuyện của ông với Việt Thi đó. Chuyện tôi Việt Thi nào? Sao? Ngạc nhiên vì tôi biết ông thích Việt Thi hả? Đừng có quên là tôi là phụ nữ nha. Phụ nữ có giác quan thứ 6 đó. Không có gì qua mắt được tôi đâu. Thì đúng là chả có chuyện gì qua mắt được bà cả. Nhưng mà chuyện của tôi với Việt Thi chả đi đâu đến đâu bà ơi. Sao vậy ạ? Thì Việt Thi giận tôi rồi. Ngay cả việc liên quan đến tôi, bà còn không muốn. Đừng nói là... Ủa là sao? Vì bữa giờ nhóm có chuyện gì mà tôi không biết hả? Nhiều chuyện xảy ra lắm. Mà gần đây nhất có một chuyện làm tôi khó xử với mọi người rồi. Chỗ bạn bè lâu năm mà, kể tôi nghe đi, có gì tôi cho ông lời khuyên. Thật ra thì Hana thích tôi. Cái gì? Thiệt hả? Mà giờ bà ấy cũng giận tôi luôn rồi. Thì đúng rồi mà, chuyện tình cảm bị phủ thì không tránh khỏi đau lòng. Những chuyện phức tạp như này cũng chả muốn nghĩ tới nữa. Giá như nhóm mình được như ngày xưa ha. Hay chán quá. Trời ơi, chán như con gián luôn á anh ơi. Không hiểu sao dạo này nhiều chuyện đến với nhóm mình lắm luôn á. Hết China ra khỏi nhóm, rồi Hailey với lại thầy Kho bị vu oan, rồi Moi với cả Kenji còn bị đình chỉ học nữa. Không biết chuyện tiếp theo sẽ là chuyện gì nữa. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Kiểu như lâu lâu mấy chuyện xui nó hẹp đến á. Mọi người đừng có lo quá. Xui cái gì chứ? Mấy cái chuyện này rõ ràng là có người muốn ám hại mình. Cũng chưa rõ ràng mà. Chết rồi. Gì vậy Kenji? Mọi chuyện có lẽ là như vậy đó. Chuyện như vậy là chuyện sao? Thì theo tôi suy đoán á, là có người đang muốn ám hại tụi mình á. Nhưng mà người đó là ai? Người đó không ai khác, không biết. Trời ơi, ông bắt xàm đi được không? Ê, tôi không có xàm đâu. Mọi người không để ý hả? Dạo này những chuyện xui cứ dồn dập tới với nhóm mình á. Lúc trước kìa, có gì đâu. Chẳng lẽ lần này lại là trùng hợp? Như vậy suy ra, có lẽ người đăng clip cũng như người đăng hình là một. Và người đó không ai khác, Chính là... Không ai biết hết. Ủa, chai nhớ đâu ta? Ngáo thiệt luôn á. Anh biến đi. Hôm bữa tôi đưa tiền cho anh rồi, mắc gì hôm nay phải đưa thêm? Ủa, cô không biết hôm bữa xém nữa thằng nhãi winner cho tôi một trận rồi. Trước đây cô đâu có nói nguy hiểm như vậy đâu. Cho nên là bây giờ cô phải cho thêm ít tiền nữa để điều trị tâm lý này, điều trị cái thương tích bên ngoài nữa. Qua nhà Hana mượn cây ukulele về đánh cho Khánh Linh nghe mới được. Anh bị đánh cái chút xíu à? Mà làm vậy có lố lắm không vậy? Cô không bị đánh sao cô biết là chút xíu được? Đã không làm được việc rồi mà cứ thích vòi tiền của người khác. Anh có tự trọng không vậy? Ủa? Cô mới là người không có tự trọng chứ. Cô đừng có giở dòng đạo đức giả ở đây mà quỵt tiền tôi nha. Cô nên nhớ, chính cô là người vạch ra kế hoạch này để hãm hại Việt Thi và có được winner. Ủa, anh, có chuyện gì quan trọng không? Mà sao kêu mọi người họp nhóm vậy? Ừ, có hai chuyện quan trọng anh muốn nói với mọi người. Nhưng mà đợi đông đủ đã. Đông đủ? Đông đủ. Winner. Chào mọi người. Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi mọi người. Tôi biết là thời gian qua mọi người đã buồn phiền với tôi nhiều rồi. Tôi cũng không vui vẻ gì hết. Tôi cũng biết lỗi của mình rồi. Hôm nay tôi có mang một ít đồ ăn đến để mong mọi người tha lỗi cho tôi. Chúng ta là bạn bè mà. Dù gì thì Winner cũng đã lỡ sai. Nhưng mà không sao, là bạn bè phải biết tha thứ. Đúng không mọi người? Trời, tha với trả thứ gì? Dù sao tôi với Mon cũng được nghỉ học một tuần, sướng muốn chết. Ê,
Có bánh trái kìa, đưa cho mọi người đi. Dạ dạ dạ. Em, mọi người cho nhau đi. Wow wow, ngon nha, ngon nha. Vậy mọi người tha thứ cho tôi nha. Ờ, tụi tôi tha thứ mà. Tụi tôi tha thứ cho ông mà. Cái gì vậy, tha thứ hết mà. Vì Thi. Dù gì ông làm chuyện này cũng vì tôi mà. Nên tôi bỏ qua á. Thôi, vô ngồi đi ba, đứng đứng lại. Nè, thằng chỗ bông nè. Ủa, mà nói có hai chuyện quan trọng. Giờ mới biết một chuyện à. Chuyện còn lại là gì? Thế mà ông căng vậy, chắc chuyện gì nghiêm trọng lắm hả? Tôi phát hiện ra trong nhóm của chúng ta có một kẻ phản bội. Thì Thi, bà bị Hana hãm hại và bà không biết à? Hana là sao món? Bà có nhớ vụ khoa tỏ tình bà không? Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do Hana sắp đặt. Hôm qua chính tai tôi nghe thấy ông Khoa và Hana nói chuyện với nhau. Ông ấy bảo Hana xúi ông Khoa tán tỉnh Việt Thi để Winner nhìn thấy, và điều đó sẽ làm cho Winner ghét Việt Thi hơn. Ông nói chuyện này nghe vô lý quá. Tôi nghĩ là Hana không có làm chuyện như vậy đâu. Tôi nghĩ là do Hana thích Winner. Tôi cảm nhận được như vậy. Sao lại như vậy được? Việt Thi à, bây giờ ấy, có muốn biết đúng hay không thì phải đợi chính chủ nhân xác nhận. Sao? Đúng vậy. Cách đây mấy hôm Hana có tỏ tình với tôi, nhưng thực ra tôi chỉ coi Hana như một người bạn thôi, nên tôi đã từ chối rồi. Thì có nghĩa là Hana thích Winner. Hana không muốn Winner gần gũi Việt Thi nên đã thuê Khoa tỏ tình với Việt Thi. Tranh thủ lúc đó Hana tỏ tình với Winner, nhưng không ngờ Winner lại từ chối. Trời, nghe giống như là phim luôn á anh. Nhưng mà điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ nhất là trong nhóm BA36 chơi với nhau lâu rồi mà lại có những người làm chuyện xấu như vậy. Trước giờ BA36 đâu có như vậy đâu. Đi đâu cũng có nhau, xem nhau như là một gia đình vậy. Hana ích kỷ như vậy chắc không xem mọi người là gia đình rồi. Định là tay không phải Thi. Hana, bà quá đáng lắm, tôi biết hết rồi. Biết hết? Vụ gì? Bà thuê Khoa tán tỉnh tôi. Bà có biết như vậy là bà quá đáng lắm không? Bà không nghĩ làm như vậy sẽ làm tôi tổn thương hả? Vậy là bà biết hết rồi hả? Ừ, tôi làm á. Rồi sao? Ai biểu bà dám giành người tôi thích chi? Tôi với Winner chỉ là bạn bình thường thôi. Bà đã có ghen tuông tầm bậy tầm bạ đó được không? Bạn bình thường? Bà tưởng tôi bị ngu hả? Bạn bình thường? Bà không biết là Winner thích bà thiệt á hả? Cái vụ cá độ là Winner làm biết bao nhiêu việc chỉ để kiếm tiền cho bà? Hay là trong những cái buổi tập trung ai là người lo lắng cho bà? Nhưng nó chỉ là vì gia đình của tôi và Winner nghèo giống nhau cho nên tôi mới... Đừng có giả vờ giả vịt nữa. Winner thích bà, đó là sự thật. Nhưng đó không phải là lý do mà để bà ghét tôi đến như vậy. Dù gì tôi cũng xem bà là bạn tốt mà Hana. Bạn tốt hả? Đâu có thể nào vì hai chữ bạn tốt mà tôi có thể trao Winner cho bà được. Làm ơn biến khúc mắt tôi đi. Hello Mon Kenji. Ủa? Sao hai ông ăn bánh mì vậy? Khô lắm á. Hay là theo tôi đi ăn bún chả đi. Tôi bao, đi không? Không sao vậy? Tôi sợ bún chả của bà có cái gì lắm. Đi ăn một mình đi. Trời, có khi bún chả của bà không phải là bún chả nữa, mà nước có độc nè, tăm tre, tẩm hóa chất. Rồi có khi là
khăn giấy ướt á anh, bỏ buồn mê gì lắm. Hai ông nói vậy là có ý gì? Bà còn hỏi nữa. Tôi không ngờ bà thâm độc như vậy hả nạ. Đằng sau lưng ấy thì bà hãm hại bạn bè, tranh giành bồ bịch. Thế mà trước mặt bà tôi ngọt xớt. Việt Thi nói gì với hai ông đúng không? Không cần Việt Thi phải nói. Hana, bà chơi tụi tôi bao nhiêu lâu rồi mà không ngờ bà như vậy luôn á. Có phải những chuyện xảy ra với trường gần đây ấy, bà cũng nhúng tay vào đúng không? Hai ông làm sao vậy? Thì ra là hai ông nghĩ vậy á hả? Đồ tồi. Ừ, tụi tôi thấy đấy. Thì chết tiệt. Để là sống chết tiệt. Nếu vậy thì đừng trách tôi. Mấy người đi chết hết đi. Không cần phải quá tức giận như vậy. Tôi có thể giúp bà lấy lại mọi thứ.